Bạn biết không, 90% mọi người sẽ hát ở trong nhà tắm, vì ở trong phòng tắm sẽ không sợ bị ai nghe thấy. Cô bé này tên là Ruby, chỉ khi cô đi ra biển đánh cả cùng với người nhà thì mới hát, cô không sợ ai nghe thấy, bởi vì hai người thân cô là người khiếm thính. Ruby sinh ra trong một gia đình đều bị câm điếc bẩm sinh. Có một người thích vặn âm thanh ở mức tối đa, người bố dùng mông để cảm nhận nhịp điệu, người mẹ chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp, còn với anh trai, hai người thường dùng ký hiệu tay để cãi nhau. Bọn họ không ngoại lệ, đều là người bị câm điếc bẩm sinh là người duy nhất bình thường trong gia đình, mỗi ngày Ruby phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để cùng người nhà ra biển đánh cá, còn là để đối phó những kẻ bắt khác, bởi vì trên người có mùi tanh của cá, nên thường xuyên bị bạn học chê cười, nó khiến cô vô cùng xấu hổ, đối diện với nam sinh mình thích, căn bản cô không dám bày tỏ suy nghĩ của mình, một ngày, cô nhìn thấy cậu bạn ấy tham gia vào dàn đồng ca của trường, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí để đăng ký theo, tất cả những bạn bè của cô đều thấy rất ngạc nhiên, bởi vì họ chưa từng nghe cô ấy hát, buổi học đầu tiên của lớp hợp sướng Ruby đứng ẩn nấp dưới cùng để hiểu được tâm vực của họ thầy giáo đã để mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật giai điệu đơn giản nhưng mỗi người lại có hát khác nhau khi đến lượt của Ruby đối diện với sự mỉa mai của các bạn cùng lớp Ruby đã chạy trốn một mình đến căn cứ bí mật của cô ấy ở đây cô mới có thể cất tiếng hát mà không ngại cô thậm chí còn không biết Cô ấy có một giọng hát thiên phú như một thiên thần nhỏ. Happy birthday, happy birthday. Ngày hôm sau, Ruby đến tìm thầy giáo và giải thích lý do tại sao cô ấy lại bỏ học để tìm hiểu về gia đình của Ruby. Thầy giáo đã chỉ cho cô ấy một cách để Ruby tìm được sự tự tin. Thầy giáo yêu cầu Ruby đứng phía trước, tất cả bạn cùng lớp của cô ấy học cách thở hồn hển như chó. Nói cách khác, đây là cách thật sự có hữu ích. Lần đầu tiên Ruby có can đảm đứng hát trước mặt người khác. là giọng hát trong sáng. Thầy giáo sắp xếp cho Ruby với cậu bạn luyện tập bài hát song ca để biểu diễn trong hội diễn văn nghệ của trường, tìm thấy sự tự tin trong mình. Ruby ngày càng tốt hơn. Thầy giáo đánh giá cao tài năng của Ruby, giống như cá gặp nước. Thầy giáo đã khuyến khích Ruby nộp đơn vào đại học âm nhạc ballet sẽ được cung cấp gia sư miễn phí. Hôm nay, Ruby dẫn cậu bạn học về nhà để luyện tập. Hai người họ đều không thể đối diện, có chút khoảng cách. Cậu bạn đó đều xuất hát lại. Cả hai người mới tìm được một chút ăn ý thì bị cắt ngang bởi âm thanh đầu giường va vào tường. Điều này đã làm cho Ruby cảm thấy bẽ mặt trước mặt người thích, nhưng điều xấu hổ hơn vẫn ở phía sau. Đây chắc chắn là cảnh khiến cho Ruby xấu hổ hơn. Nghĩ rằng cậu bạn kia là bạn trai của Ruby, nên ông đã phổ biến vấn đề lái xe, nói với cậu, lái xe nhất định phải đeo dây an toàn. Ruby cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không biết xấu mặt đi đâu. Ngày hôm sau, Ruby liền trở thành trò cười cho các bạn học ở trường. Cô bị tổn thương nhiều hơn khi bị bạn bè chế giễu về việc bố mẹ mình bị câm điếc, căn bản cậu bạn đó không có ác ý gì. Vì bố mẹ cậu cũng ly hôn từ rất sớm, cậu ta rất ghen tị vì ruby vì có bố mẹ rất yêu thương cô nhưng ruby đang tức giận quay đầu bỏ đi căn bản không nghe lời giải thích của cậu ta mà mọi thứ trong nhà càng trở nên rắc rối hơn người trung gian tính thu tiền cá cao hơn thu nhập của ngư dân không nhiều như vậy căn bản là không kiếm đủ tiền ông bố yêu cầu ruby dịch lại những gì ông ấy muốn nói tính tình hung bạo này mở miệng ra là tinh hoa của đất nước ông bố càng nói càng tức giận anh trai cũng tham gia vào bọn họ muốn loại bỏ những người trung gian vô đạo đức này tự mình sản xuất đồng thời sẽ mời các ngư dân khác tham gia trở về nhà người mẹ vô cùng kích động người bố cũng có chút hối hận nhưng lời nói đã nói ra cũng không thể rút lại được mà lời của bố thổi bay đều là việc làm của ruby mỗi ngày báo thức kêu lúc 3 giờ sáng gọi bố trên giường dậy ra biển đánh cá không chỉ liên hệ với người mua cá còn phải thuyết phục ngư dân khác tham gia cùng với họ sau khi làm xong việc thì cô phải đến gặp thầy giáo để lên lớp nhân tiện bỏ qua người bạn một chút vì quá mệt mỏi mà thường xuyên ngủ gật trong tiết bởi vì quá bận ruby thường xuyên lên lớp muộn thầy giáo nói với cô nếu đến muộn một lần nữa thì sẽ không giúp cô ấy nữa khi doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn đài truyền hình đến phỏng vấn bọn họ cô lại làm cầu nối giữa cho họ với người ngoài cuộc mẹ yêu cầu cô ở lại làm phiên dịch cho họ bất cứ nói gì cũng nói hết xong mới được đi ruby lần nữa lại đến muộn thầy giáo đã đưa ra quyết định là mua bán cá hay là sinh viên đại học hai điều nửa vời này thầy giáo cũng không thể giúp nổi cô ấy ruby trở về nhà nói rằng mình muốn được học đại học người mẹ nói rằng kinh doanh của gia đình mới thu được một ít bây giờ cô ấy không thể bỏ được còn tìm ra rất nhiều lý do để thuyết phục cô ấy ở lại. Và Ruby nói rằng bản thân cô không thể giúp cả nhà bán cá mãi được. Cô ấy yêu âm nhạc, muốn ra bên ngoài để ngắm nhìn thế giới, đến nơi không có gia đình hỗ trợ. Ruby rất đau khổ, hôm nay cô ấy không cùng bố ra ngoài biển đánh cá, mà thay vào đó là dù bạn học nam đến căn cứ bí mật để bơi. Lần này có một tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì máy bộ đàm không trả lời nên đã bị phạt, không chỉ có tàu đánh cá bị giữ lại, còn phải trả khoản phí khổng lồ. Trừ khi tìm được một thủy thủ có thính giác bình thường, nếu không thì họ sẽ không thể đánh bắt cá được nữa. Sau khi về nhà, Ruby nói với bố, cô ấy sẽ từ bỏ việc thi đại học, cô ấy sẽ ở nhà để giúp đỡ gia đình, và anh trai đã có cuộc cãi vỡ lớn. Sau đó tức giận bỏ đi, có một người mẹ như này, hy vọng con gái mình bị cầm điếc. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con mở lòng nói chuyện với nhau, người mẹ ở trong một thế giới không có âm thanh, thế giới âm thanh đối với cô mà nói là một điều xa lạ. Sợ rằng Ruby sẽ nghe thấy những lời không hay, lại không thể bảo vệ được cô ấy. Âm nhạc đối với cô mà nói là một điều huyền bí cô ấy không hiểu âm nhạc có ý nghĩa gì đối với ruby chỉ sợ rằng ruby học ở nơi xa lạ sẽ bị tổn thương nhưng cô ấy rất vui vì ruby có thể tìm thấy mục đích sống của chính mình cuối cùng ruby cũng cảm nhận được tình yêu thầm lặng của người mẹ ngày hôm sau ruby đến tìm anh trai để xin lỗi vì sự cố ý của mình mà anh trai căn bản không tức giận với cô ấy anh chỉ sợ rằng bản thân mình không thể giúp đỡ được em gái anh muốn giúp em gái chia sẻ nhiều hơn nữa để ruby không bị cảm thấy mệt mỏi mỗi người đều có cuộc sống riêng lễ hội âm nhạc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Ruby. Lần đầu tiên cô hát cho người nhà bị cầm điếc của mình. Bản nhạc du dương bay bổng, mà tất cả những điều này giống như trong thế giới gia đình của Ruby. Nhìn thấy thái độ của người khác, Ruby nên hát ổn hơn, hát một bài nữa. Những chàng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người trong khán phòng. Thấy mọi người đứng lên vỗ tay hoan nghênh, người bố nghĩ rằng, con gái nên hát thì tốt hơn. Sau khi trở về nhà, bố muốn ra ngoài để hít thở không khí ruby thấy bố mình dường như có điều tâm sự trong lòng vì vậy cô đã đi theo bố rất tò mò tại sao những người nghe nhạc lại hạnh phúc như vậy còn những người đang buồn ông ấy muốn con gái hát lại cho mình nghe lần nữa người bố đã nghe toàn bộ bài hát theo cách đặc biệt này mặc dù tai ông không thể nghe thấy nhưng thông qua độ dung của thanh quản mà cảm nhận được những cảm xúc mà con gái đã truyền cho anh sáng sớm hôm sau ruby được đánh thức bởi người bố cô nghĩ rằng bố mình gọi mình ra biển đánh cá Hóa ra là họ cùng đi với Ruby đến Balear để phỏng vấn. Mẹ nói với cô ấy, ngay khi rời xa thì cũng muốn một gia đình cùng đưa tiễn cô ấy đến trước cửa phòng thi. Nhân viên nói chỉ có thí sinh mới được vào trong để gia đình Ruby đứng ngoài chờ. Bởi vì đến quá vội vàng, Ruby không mang theo bản nhạc. May mắn thay, thầy giáo cũng đến nơi. Anh ấy cùng với Ruby thể hiện cùng nhau. Do quá lo lắng, Ruby đã biểu diễn không được tốt. Thầy giáo cố tình bấm nhầm trên bàn phím. Hộ yêu cầu Ruby bắt đầu lại. Lúc này bố mẹ lặng lẽ lên tầng hai. Ruby nhìn thấy gia đình. Cô điều chỉnh lại hơi thở và bắt đầu hát lần hai. Ruby còn để thêm ký hiệu vào trong bài hát của mình. Như này gia đình cũng có thể nghe hiểu được cô ấy hát. Có gia đình hỗ trợ. Ruby thành công được nhận vào trường đại học ballet. Là cô gái có tính giác duy nhất trong một gia đình khiếm thính. Ruby không chỉ nhận được ánh mắt kỳ dị của người ngoài. Đôi khi không được gia đình hiểu cho. Nhưng thông qua âm nhạc mà họ gần nhau hơn phần cuối bộ phim ruby mang theo tình yêu của gia đình lên đường để bắt đầu hành trình học tập